Thế giới tiền sử là thế giới của những sinh vật khổng lồ có kích thước siêu khủng. Bạn dễ dàng nghĩ ngay đến loài khủng long bạo chúa T-Rex hung bạo hay những con khủng long cổ dài làm chủ mặt đất. Thế nhưng khi nhìn lên cao, có những loài thống trị bầu trời. Chúng được biết đến là những sinh vật to lớn nhất, biết bay, từng tồn tại trên trái đất và là sinh vật gần như không có địch thủ. Chim có răng. Chim khổng lồ Dasonic serminus từng tung hoành trên bầu trời cách đây khoảng 50 triệu năm trước. Nó có hình dáng giống ngỗng trời với sải cánh khoảng 5 mét. Chúng bay lượn phía trên biển để săn cá và mực ống. Một trong những điểm độc đáo của Dasonic serminus là chúng có nhiều thứ sắc nhọn giống như răng ở rìa mỏ. Những răng giả này được tạo nên bởi keratin, chất làm nền tóc và móng tay của người. Với những răng giả ấy, loài chim này có thể giữ chặt những con mồi trơn. Chim có sải cánh 7 mét. Loài chim Arenavis magnificens từng sống trên địa cầu cách đây khoảng 6 triệu năm. Người ta tìm thấy hóa thạch xương của chúng tại những cánh đồng rộng lớn ở Argentina và dưới chân dãy núi Andes. Sải cánh của chúng lên tới 7 mét, tương đương chiều dài cánh của những máy bay loại nhỏ. Do trọng lượng cơ thể quá lớn nên chúng không thể giữ thăng bằng liên tục trên không bằng cách vỗ cánh. Thay vào đó, chúng phải thường xuyên trao lượng để tận dụng lực năng của các luồng không khí. Để cất cánh, chúng chạy xuống một sườn dốc rồi nhảy lên, đồng thời đập cánh thật mạnh. Khi hạ cánh, chúng phải duỗi thẳng chân để giảm tốc độ. Sau đó, hai cánh của chúng dang rộng để gây nên lực cản giống như nhảy dù. Loài chim này có thể có quan hệ họ hàng với cền cền và cò ngày nay. Đại bàng hát. New Zealand không có nhiều động vật có vú trên càng. Ngoài một số loài dơi, quốc đảo này không có hổ, sói hay bất kỳ loài thú săn mồi có vú nào. Trước khi con người đặt chân tới New Zealand, chim thống trị các khu rừng và đại bàng hát là chúa tể của chúng. Loài đại bàng này tuyệt chủng cách đây khoảng 500 năm. Sải cánh của đại bàng hát chỉ khoảng 3 mét, song với trọng lượng tới 18 kg, chúng nặng hơn mọi loài đại bàng đang sống trên trái đất. Trên thực tế, chúng là loài đại bàng to lớn nhất từng được phát hiện. Các nhà khoa học đã nghiên cứu xương của đại bàng hát bằng kỹ thuật chụp cắt lớp để so sánh não, hệ thần kinh và các giác quan của đại bàng hát với những loài chim săn mồi ngày nay. Mục đích của họ là tìm hiểu xem chúng thuộc loài chim ăn xác thối hay săn mồi. Kết quả cho thấy đại bàng hát là loài chim săn mồi có khả năng hạ rục chim mò, một loài chim không biết bay đã tuyệt chủng và cao gấp đôi người trưởng thành. Đại bàng hát ẩn nấp trên các tán cây cao rồi lao xuống con mồi với tốc độ lên tới 80 km/h. Chúng thọc sâu móng vuốt vào thịt con mồi. Các nhà khoa học phát hiện nhiều vết thủng trên xương của những con mò. Siêu côn trùng. Cách đây chừng 300 triệu năm, khi trái đất có nhiều gió và gần phát triển hơn bây giờ, những loài côn trùng to như đại bàng từng thống trị không gian phía trên các đầm lầy phía tây nước Mỹ. Thức ăn của côn trùng khổng lồ là ruồi và động vật lưỡng cư. Loài côn trùng lớn nhất mà giới khoa học từng phát hiện có tên là Meraneuropsis bermina. Tuy là tổ tiên của chuồn chuồn, song loài này có sải cánh lên tới 70 cm và nặng bằng loài quạ. Do vào thời điểm đó trái đất có nhiều oxy, khi đó tỷ lệ oxy trong khí quyển là 35%, vượt xa tỷ lệ 21% ngày nay. Tình trạng đó khiến nhiều loài côn trùng, những sinh vật lấy oxy vào cơ thể thông qua một mạng lưới các ống gắn vào mô để đạt được kích thước to lớn. Thằn lằn bay Quetzalcoatlus. Thống trị bầu trời rộng lớn cách đây 166 triệu năm trước và sống cùng thời với những con khủng long to lớn và dữ dằn nhất. Nhưng sinh vật biết bay này lại tỏ ra không hề thua kém. Chúng có thể tấn công cả khủng long T-Rex và xe tải chủng. Được ví như một chiếc máy bay ăn thịt vì kích cỡ to lớn tương đương một chiếc máy bay, cũng như sải cánh dài tới 15 mét, cao 4,8 đến 5,5 mét, nặng từ 210 đến 250 kg. Nếu đứng thẳng, chiều cao của chúng tương đương với một con hươu cao cổ trưởng thành. Chúng là những sát thủ thật sự của bầu trời. Kích thước sải dài của đôi cánh dài tới mức nếu không cất cánh từ vách núi đá cao thì chúng phải chạy đà trên mặt đất rộng giống như một chiếc máy bay. Thằn lằn bay Quetzalcoatlus là một chi Pterosauria, thành viên của họ Astacidae, một họ thằn lằn bay không có răng cổ dài, sống vào cuối kỷ phấn trắng muộn cách đây khoảng 68 đến 100 triệu năm trước. Thằn lằn bay Quetzalcoatlus còn chỉ săn mồi trên đất liền, chúng còn sải cánh bay lượn trên các bờ biển để bắt những con mồi dưới nước. Chính bộ xương có cấu trúc rỗng nên mặc dù có kích thước khổng lồ nhưng chúng có thể bay lượn dễ dàng. Lớp lông màu được tìm thấy trong hóa thạch cho thấy sinh vật bay này thuộc loài máu nóng như các loài chim ngày nay và có thể đẻ trứng.